Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Một ngày kia, Jonathan, con trai của Saul, nói cùng gã trai trẻ vác binh khí mình mà rằng: "Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philistine đóng ở phía bên kia." Nhưng người chẳng nói cho cha mình hay. Bây giờ, Saul ở tại đầu ranh Gibea dưới cây liễu của Migron, còn đạo quân theo người ước chừng 600 người. Ahiya, con trai Ahitub, anh của Isabod, con trai Phinea, cháu Heli, mặc áo ephod làm thầy tế lễ tại Silo. Dân sự không biết Jonathan đi. Ở giữa đèo mà Jonathan gắng sức đi đặng đến đồn Philistine, có một răng đá ở bên này và một răng ở bên kia. Cái này gọi là Bốt-sét, còn cái kia gọi là Sene. Một cái răng đá mọc lên về phía bắc, đối ngang Mít-ma, còn cái kia ở tại phía nam, đối ngang Gê-ba. Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: "Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy." Kẻ vác binh khí của người thưa rằng: "Hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó." Jonathan tiếp: "Này, chúng ta hãy đi đến những người ấy, tỏ mình ra cho chúng nó. Nếu chúng nó nói, hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ mình và không lên đến cùng chúng nó. Còn nếu chúng nó nói rằng, hãy lên đến chúng ta, thì chúng ta sẽ lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay chúng ta. Điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta." Vậy, hai người đều đi lên đồn Philistine. Dân Philistine nói: "Kìa, những người Hebrew ra từ hang đá là nơi chúng nó ẩn trốn kia." Lính của đồn nói cùng Jonathan và kẻ vác binh khí mà rằng: "Hãy đi đến chúng ta có chuyện tỏ cùng hai người." Jonathan nói với kẻ vác binh khí mình rằng: "Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay Israel." Jonathan dùng tay và chân leo lên, và kẻ cầm binh khí leo theo. Người Philistine ngã trước mặt Jonathan, và kẻ vác binh khí giết chúng nó chết ở đằng sau người. Trong trận thứ nhất này, Jonathan và kẻ vác binh khí người giết chừng 20 người trong một khoảng nửa công đất. Sự hãi hùng tràn ra trong trại quân, trong đồng và trong cả dân Philistine. Quân đồn và đảng cướp giật đều bị kinh khủng, đất bị rúng động, ấy như một sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời vậy. Lính canh của Saul ở tại Gibea trong xứ Benjamin đều thấy quân chúng Philistine tản lạc và chạy trốn lộn xộn. Bây giờ, Saul nói với quân lính ở cùng mình rằng: "Hãy kiểm điểm xem ai là những người đã bỏ hàng ngũ chúng ta." Chúng kiểm điểm thấy thiếu Jonathan và kẻ vác binh khí người. Saul nói cùng Ahiya rằng: "Hãy đem hòm của Đức Chúa Trời đến gần, vì trong ngày đó hòm của Đức Chúa Trời ở cùng dân Israel." Nhưng trong khi Saul nói với thầy tế lễ thì tiếng ồn ào lại càng thêm lên trong trại quân Philistine. Saul nói cùng thầy tế lễ rằng: "Hãy rút tay ngươi lại." Đoạn Saul và hết thảy quân lính ở cùng người hiệp lại đi tới chốn chiến trường. Kìa, thấy người Philistine rút gươm giết lẫn nhau, hỗn loạn cực điểm. Những người Hebrew đã từ lâu phục dân Philistine và theo họ trong trại quân, nay lại trở lòng hiệp với dân Israel vẫn theo cùng Saul và Jonathan. Lại khi hết thảy người Israel đang ẩn trong núi Ephraim, nghe dân Philistine chạy trốn, cũng rượt đuổi theo chúng nó mà đánh giặc.
Đức Giê-hô-va giải cứu Israel trong ngày đó. Cơn giặc tràn đến Bết Aven. Cũng trong ngày đó, dân Israel bị mệt đuối. Vả lại, Sa-lơ có thề cùng dân sự rằng: đáng rủa xả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ cừu địch ta. Vì vậy, cả dân sự đều cử không ăn vật thực gì hết. Xong, chúng dân đã đến trong một cái rừng có mật ong trên mặt đất. Bây giờ, dân sự đi vào trong rừng, thấy mật này chảy, chẳng ai dám chấm tay vào miệng vì sợ lời thề. Nhưng Jonathan không biết lời thề mà cha mình đã lập cùng dân sự, nên giơ đầu gậy mình cầm nơi tay chấm vào tàn mật ong, rồi lấy tay đem mật vào miệng thì mắt người sáng ra. Có người trong dân chúng cất tiếng nói rằng: cha ông có thề cùng dân chúng rằng đáng rủa xả người nào ăn vật thực gì trong ngày nay, vả dân sự đều bị mệt đuối. Jonathan đáp rằng: cha ta làm rối cho xứ, hãy xem mắt ta đã sáng dường nào vì cớ nếm chút mật này. Ồ, chớ chi ngày nay dân sự đã ăn vật chiếm được của thù nghịch, thì sự thua bại dân Philistine đã lớn hơn biết bao. Vậy ngày đó dân Israel đánh bại dân Philistine từ Mít-ma cho đến Ayalon. Dân sự bị mệt đuối lắm, bèn xông vào của cướp, bắt chiên, bò, bò con, giết đi trên đất, rồi ăn thịt lộn với huyết. Có người đến nói cùng Sa-lơ rằng: kìa, dân sự phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết. Người đáp: ấy là một sự lỗi đạo. Hãy lập tức lăn một hòn đá lớn đến gần ta. Lại tiếp rằng: hãy đi khắp cơ binh rao rằng mỗi người phải dẫn đến ta chiên và bò mình và giết đi tại đây, rồi các ngươi sẽ ăn thịt nó. Như vậy các người không phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết. Thế thì trong đêm đó, mỗi người trong chúng dẫn súc vật mình có dư tay và giết nó trên hòn đá. Sa-lơ bèn lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Ấy là bàn thờ thứ nhất mà người lập cho Đức Giê-hô-va. Đoạn Sa-lơ nói: chúng ta hãy đi xuống đuổi theo dân Philistine trong khi ban đêm, cướp phá chúng nó cho đến sáng sớm và chớ để sống một ai. Chúng thưa rằng: hãy làm mọi điều vua lấy làm phải. Thầy tế lễ bèn nói: chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời. Sa-lơ cầu vấn Đức Chúa Trời rằng: tôi phải nên xuống đuổi theo dân Philistine chăng? Ngài sẽ phó chúng nó vào tay Israel chăng? Song lần này Đức Chúa Trời chẳng đáp lại lời gì hết. Đoạn Sa-lơ bảo rằng: hỡi các quan trưởng của dân sự, hết thảy hãy đến gần đây, xét tìm tội lỗi đã phạm trong ngày nay là sao. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng giải cứu Israel mà thề rằng, kẻ đã phạm tội, dẫu chính là Jonathan con trai ta, cũng phải chết đi. Trong cả dân sự chẳng có ai đáp lời người. Người bèn nói cùng cả Israel rằng: các ngươi hãy đứng bên này, ta và Jonathan con trai ta sẽ đứng bên kia. Dân sự thưa rằng: hãy làm điều vua lấy làm phải. Sa-lơ thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Jonathan và Sa-lơ bị chỉ ra, còn dân sự thì vô can. Sa-lơ nói: hãy bắt thăm cho ta và Jonathan con trai ta. Jonathan bị chỉ ra. Sa-lơ nói cùng Jonathan rằng: hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã làm. Jonathan thú thật rằng: tôi có dùng đầu gậy tôi cầm nơi tay mà nếm chút mật ong. Này, tôi đây phải chết. Sa-lơ nói: hỡi Jonathan, nếu ngươi không chết, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa rất nặng trên ta. Nhưng dân sự đáp cùng Sa-lơ rằng: ủa, Jonathan là người đã làm cho Israel được đại thắng dường kia phải chết sao? Điều đó chẳng nên. Chúng tôi chỉ sinh mạng của Đức Giê-hô-va mà thề rằng, một sợi tóc trên đầu người sẽ chẳng rụng xuống đất, vì người ở cùng Đức Chúa Trời mà được thắng ngày nay. Như vậy, dân sự giải cứu Jonathan
và người khỏi bị xử tử. Đoạn Sao-lơ trở về, chẳng đuổi theo dân Philippines nữa, và dân Philippines đều trở về trong xứ mình. Sau khi Sao-lơ đã cầm quyền nước Israel, thì người giao chiến cùng kẻ thù nghịch mình tứ phía, tức cùng Mô-áp, Amon, Edom, các vua Sô-ba và cùng dân Philippines. Hễ người cử binh đến đâu thì báo thù được đến đó. Người tụ tập quân lính đánh dân Amalek và giải cứu Israel khỏi tay những kẻ cướp phá họ. Các con trai của Sao-lơ là Jonathan, Yishevi và Manchishua. Người cũng có hai con gái, lớn tên là Merab, nhỏ tên là Mikanh. Vợ của Sao-lơ tên là Ahinoam, con gái của Ahimác. Tổng binh của đạo binh người là Abne, con trai của Ner, chú của Sao-lơ. Kích, cha của Sao-lơ, và Ner, cha của Abne, là con trai của Abien. Trọn đời Sao-lơ có sự tranh chiến dữ dội cùng dân Philippines. Hễ khi Sao-lơ thấy người mạnh mẽ và bạo dạn thì chiêu mộ người theo mình. Chương 15. Samuel nói cùng Sao-lơ rằng: Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi, lập làm vua dân Israel của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Vậy Sao-lơ nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Tê-la-im, có 200.000 lính bộ và 10.000 người Giu-đa. Sao-lơ đi tới thành Amalek và đặt binh phục trong trũng. Người có nói với dân Kenit rằng: Các ngươi hãy rút đi, hãy phân rẽ khỏi dân Amalek, kẻo ta diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? Vì khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy dân Kenit phân rẽ khỏi dân Amalek. Sao-lơ đánh Amalek từ Havila cho đến Shur, đối ngang xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Sao-lơ và dân chúng dung thứ Aga chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel như vậy: Ta hối hận vì đã lập Sao-lơ làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Sáng ngày sau, người đi rước Sao-lơ. Có kẻ đến nói cùng Samuel rằng: Sao-lơ đã đến Cạc-mên, dựng cho mình một cái bia tại đó. Đoạn đổi đường đi xuống Ginh-ganh. Samuel đi đến cùng Sao-lơ. Sao-lơ nói cùng người rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Samuel hỏi người rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta cùng tiếng bò rống ta nghe kia là làm sao? Sao-lơ đáp rằng: Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người Amalek đến, vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò, đặng dâng nó làm của lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Vật còn lại chúng tôi đã diệt hết đi. Samuel nói cùng Sao-lơ rằng: Thôi, ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta đêm nay. Sao-lơ đáp: Xin nói. Samuel nói rằng: Lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao,
và Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng, hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Sao lơ đáp cùng Samuel rằng, tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga, vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Gilgal. Samuel nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Sao lơ đáp cùng Samuel rằng, tôi có phạm tội, tôi đã can phạm mạng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Samuel nói cùng Sao Lơ rằng, ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của Israel nữa. Khi Samuel xây lưng đặng đi, Sao Lơ nắm vạt áo tơi người, thì áo bèn rách. Samuel nói cùng người, ấy, ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Israel khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi xứng đáng hơn ngươi. Vả lại, đấng phù hộ Israel chẳng nói dối và không ăn năn, vì đấng ấy chẳng phải loại người mà ăn năn. Sao Lơ đáp rằng, tôi có tội, song xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng tôi thì tôi sẽ thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Vậy Samuel trở lại theo Sao-lơ và Sao-lơ sắp thờ lại Đức Giê-hô-va. Đoạn Samuel nói, hãy dẫn Aga vua Amalek đến ta. Aga đi đến người bộ vui mừng vì tưởng rằng quả hẳn điều cay đắng của sự chết đã qua rồi. Nhưng Samuel nói cùng người rằng, hễ gươm ngươi đã làm cho người đàn bà không có con thế nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thế ấy. Samuel bèn giết Aga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Gilgal. Đoạn Samuel đi về Rama, còn Sao-lơ trở về nhà mình tại Gibea của Sao-lơ. Samuel chẳng còn thấy Sao-lơ nữa cho đến ngày mình thác, vì người buồn bực về việc Sao-lơ. Còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sao-lơ làm vua của Israel. Thi Thiên 95. Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài. Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó, còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn nên nó. Hãy đến cúi xuống mà thờ lại, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm ngày Ma-sa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm ta gớm ghiếc dòng dõi này, ta phán rằng ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhân đó ta nổi giận mà thề rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Chương 39. Hỡi con người,
hãy nói tiên tri nghịch cùng gót và bảo nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi gót, vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh, này, ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ quay ngươi lại. Ta sẽ dẫn ngươi đi và khiến ngươi đến từ phía cực bắc và đem ngươi lên trên các núi của Israel. Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu. Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Israel, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt và cho loài thú đồng nuốt đi. Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng, vì ta đã phán. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ ta sẽ sai lửa xuống trên Ma-gốc và trên những kẻ ở yên ổn nơi các cù lao, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ tỏ danh thánh ta ra giữa dân Israel ta, và ta không để cho nói phạm đến danh thánh ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, là đấng thánh trong Israel. Này, sự ấy đến và sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ấy là ngày mà ta đã rao. Bây giờ những dân cư các thành của Israel sẽ đi ra đặng đốt và phó cho lửa những khí giới, những thuẫn lớn và nhỏ, những cung và tên, những giáo và sào. Chúng nó đem chụm lửa được 7 năm. Chúng nó sẽ không tìm củi trong đồng, không đốn củi trong rừng, vì lấy khí giới mà chụm lửa. Chúng nó sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cho gót một chỗ chôn tại Israel, trong đồng trũng của những người qua lại ở về phương đông biển, và chỗ chôn đó sẽ ngăn đường của khách bộ hành. Ấy tại đó, người ta sẽ chôn gót và cả đoàn dân nó, và người ta sẽ gọi đồng trũng ấy là đồng trũng của đảng gót. Nhà Israel sẽ phải mất 7 tháng để chôn chúng nó, hầu cho làm sạch trong đất. Hết thảy dân cư trong đất sẽ chôn chúng nó, và ấy sẽ là một ngày danh tiếng cho dân, là ngày mà ta sẽ được vinh hiển. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ cắt những người hằng đi tuần trong đất, và với những người đó sẽ có người chôn những thây còn lại trên mặt đất để làm cho sạch. Qua khỏi 7 tháng, họ sẽ đi tìm kiếm. Vậy nếu họ đi tuần trong đất, thấy những xương người ta, thì dựng tiêu chí một bên, cho đến chừng nào những kẻ chôn đã chôn những xương ấy trong đồng trũng của đảng gót. Cũng sẽ có một thành được gọi tên là đảng. Ấy, người ta sẽ làm sạch trong đất như vậy. Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hãy nói cùng cả loài chim và hết thảy các loài thú đồng rằng: Hãy nhóm lại, hãy từ 4 phương đến vì một của lễ mà ta dọn cho bay, tức là một của lễ lớn trên các núi Israel, để bay được ăn thịt và uống huyết. Bay sẽ ăn thịt của người mạnh bạo, uống huyết của các quan trưởng trong thiên hạ, những chiên đực, chiên con, dê đực, bò đực mập của Ba Sang. Bay sẽ ăn mỡ cho no, uống huyết cho say, trong hy sinh mà ta giết cho bay. Nơi bàn ta, bay sẽ ăn no những ngựa và xe trận, những người mạnh bạo và mọi lính chiến. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ tỏ sự vinh hiển ta ra trong các nước. Hết thảy các dân tộc sẽ thấy sự đoán xét ta làm ra và tay ta đặt trên chúng nó. Từ ngày đó về sau, nhà Israel sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. Bây giờ các dân tộc sẽ biết rằng nhà Israel đã bị đem đi làm phu tù vì cớ tội lỗi nó, vì cớ nó đã phạm tội nghịch cùng ta. Ấy vì vậy mà ta giấu mặt ta khỏi chúng nó, mà ta đã phó chúng nó trong tay những kẻ nghịch thù, và chúng nó chết hết thảy bởi gươm. Ta đã đãi chúng nó như vậy vì cớ sự ô uế và tội ác chúng nó, và ta đã che mặt khỏi chúng nó. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Nay, ta sẽ đem những kẻ phu tù của Gia-cốp trở về. Ta sẽ thương xót cả nhà Israel, và vì danh thánh ta mà nổi ghen. Chúng nó sẽ mang xấu hổ và mắc tội lỗi về mọi tội lỗi mà chúng nó đã phạm nghịch cùng ta,
khi chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, không lo sợ ai hết, là khi ta sẽ đem chúng nó về từ giữa các dân và thâu lại khỏi các đất của kẻ thù chúng nó, thì ta sẽ được tỏ ra thánh bởi chúng nó ở trước mắt nhiều nước. Chúng nó sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình, là khi ta đã đày chúng nó làm phu tù giữa các nước rồi, và đã thâu chúng nó lại đến đất của mình, chẳng để sót một kẻ nào ở đó. Ta sẽ không che mặt khỏi chúng nó nữa, vì ta sẽ đổ thần ta trên nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.